Ngoài những thương hiệu đồng hồ treo tường mang lại cho các bác một âm thanh truyền cảm hứng và những vẻ đẹp về trang trí nội thất cao cấp, thì chắc hẳn các bác sẽ phải sưu tập thêm hoặc là kiếm thêm một chiếc đồng hồ cây để về trang trí thêm vào không gian nhà của các bác, nhất là những bác nào mà có không gian nhà đẹp hoặc là nhà biệt thự, thì đối với những chiếc đồng hồ cây thì là một sự lựa chọn cực kỳ là phù hợp và hoàn hảo. Ngay trước màn hình nhỏ các bác đây, hôm nay đồng hồ Vang Vọng giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ cây nhập Mỹ của hãng sản xuất đồng hồ cây nổi tiếng, đó là hãng Ridgeway. Chiếc này thì được làm hoàn toàn bằng gỗ sồi. Bây giờ em sẽ quay sát để các bác có thể ngắm chi tiết chiếc đồng hồ. Như các bác đang ngắm đây, theo bên đồng hồ Vang Vọng vừa đo kích thước thì chiếc tạ cây Mỹ này có phần đế rộng 58 và cao 2m1. Đây là một kích thước rất là phù hợp để các bác trang trí trong không gian nhà của mình. Được làm hoàn toàn bằng gỗ sồi và chắc hẳn với các bác một điều, đây là chất liệu gỗ đã được chọn lọc. Các bác có thể để ý ngay ở phần đỉnh mái vòm thì các đường vân gỗ sồi đã được chọn lọc, thì chắc chắn sẽ cho các bác một đường vân đối xứng nổi lên rất là đẹp như các bác đang nhìn đây. Các họa tiết hoa văn được chạm trổ rất là tinh xảo, thể hiện đôi bàn tay rất là nghệ thuật của nhà sản xuất. Muốn truyền tải đến các bác hai bên hông này của chiếc đỉnh thùng thì các đường vân nổi lên cực kỳ là tuyệt vời, rất là bóng và mịn. Các bác có thể ý đây, các đường vân nổi lên rất là tự nhiên. Đây chắc hẳn là một chất liệu gỗ đã được chọn lọc rất là kỹ càng để sản xuất ra. Phần đế thì em sẽ nói trước đến phần đế. Phần đế đã được thiết kế rất là rộng và vững chãi như các bác đang nhìn đây, hoàn hảo đến từng chi tiết một, gần như là chưa xuất hiện vết xước nhiều. Các họa tiết hoa văn như các bác đang nhìn đây, đối xứng hai bên với một lớp gỗ mịn ở phần đế, thiết kế rất là mềm mại nhưng nó tạo nên sự chắc chắn. Thiết kế kiểu dáng họa tiết 3D, đó là các cột trụ tăng thêm phần vững chãi cho chiếc đồng hồ như các bác đang nhìn đây, và đã được tô điểm thêm các họa tiết gắn đồng như các bác đang nhìn. Nó làm đẹp thêm cho chiếc đồng hồ cây như các bác đang nhìn đây, hai thanh cột trụ đối xứng hai bên. Phần mặt đồng hồ như các bác nhìn đây, số nổi vàng, nền vàng, hoa văn rất là đẹp. Em sẽ đi vào bên trong. Một chiếc tay khóa như các bác đang nhìn đây, cũng được thiết kế riêng của hãng, rất là tuyệt vời. Còn nguyên giấy tờ của shop, số điện thoại và sơ ly của nhà sản xuất. Bản đề của hãng Ridgeway lúc nào cũng là một bản đề cực kỳ là chắc chắn, nên các bác thoải mái trong việc sưu tầm về và chơi, rất là tuyệt vời. Mặt số nổi vàng, nền vàng, các họa tiết đấy như các bạn đang nhìn đây, được thiết kế rất là tinh xảo. Mặt này thì theo em nhận xét thì chiếc mặt này nó còn phải đẹp trên 98%, có cả nịch trăng sao. Và chiếc này thì ở phần trong thì sẽ là phần kính giúp các bác là tạo ra sự tương đồng 3D cho phần quả nắc dáng cây đàn vàng và ba quả tạ. Các bác có thể ý ngay, quả nắc đây là một quả nắc dáng cây đàn kích thước lớn, nên các bác trang trí thì rất là tuyệt vời. Màu vàng sẽ đem lại cho các bác một màu phong thủy cực kỳ là tuyệt vời. Chiếc này thì còn được thiết kế là hai bên vách kính, nhà sản xuất muốn truyền tải và để lộ ra cái bộ máy được chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết một và phần bên dưới hông, đó là tạ và nắc và bộ gông, để cho các bác có thể chiêm ngưỡng từ xa, rất là tuyệt vời. 12 gông, 12 búa, chơi 3 bản nhạc. Em sẽ nhấc phần kính này ra để soi máy kỹ hơn để các bác có thể ngắm. Phần kính thì cũng được làm rất là tuyệt vời, kính trong như kiểu là không có kính khi các bác nhìn xuyên qua. Rồi, 12 gông, 12 búa, đây là một cỡ máy rất là lớn của hãng Ridgeway. Từng chi tiết một,
Như các bác đang nhìn đây, từng chi tiết một rất là tuyệt vời. Em sẽ test qua tiếng chuông trước để các bác có thể là nghe âm thanh trước và em sẽ giới thiệu tiếp. Rồi, em sẽ chuyển qua bản Westminster để các bác thưởng thức âm thanh. Bộ âm thanh đặc trưng của thương hiệu đồng hồ cây Lesquay. Em sẽ soi sơ qua phần gương đằng sau để các bác có thể chiêm ngưỡng bộ máy. Đây là bộ máy rất là lớn và chắc hẳn nó sẽ rất là bền bỉ theo thời gian, nên các bác yên tâm sử dụng. Phần lịch trăng sao và từng chi tiết một bánh lăng có rất là tuyệt vời, nhất là phần quả nô gai như các bác đang nhìn đây, được chế tạo cực kỳ là tỉ mỉ. Đi qua phần sau thì phần sau cũng đã được làm rất là chắc chắn, thì các bác yên tâm sử dụng thoải mái. Và chắc hẳn các bác cũng đã sử dụng hoặc là xem nhiều video hướng dẫn rồi, thì chắc chắn cần gạt chuyển bài nhạc sẽ nằm ở phần mặt số, nên các bác có thể chuyển rất là nhẹ nhàng. Đây như em đang chuyển đây, ba bản nhạc và một chế độ tắt. Sở hữu có thêm nhà thiết kế đã tạo thêm một chiếc đèn như các bác đang nhìn này, để các bác có thể là soi sáng bộ máy xuyên qua phần kính. Và thứ hai đó là phần lịch trăng sao về buổi đêm ý, thì sẽ thay các bác hoặc là sẽ tạo lên cho không gian phòng khách của các bác một chiếc đồng hồ cây rất là sáng và rất là tuyệt vời. Đây chắc hẳn là một chiếc đồng hồ cây rất là lý tưởng để các bác sưu tầm. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của đồng hồ Vang Vọng.